Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Nam Trung Quốc đang trải qua thảm họa lũ lụt hy hữu. Người ở dưới đều lo lắng, ngoại trừ Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm Quý Châu thì không có Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Một số nhà khoa học chính trị cho rằng ông Tập Cận Bình có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi khi quyết định trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình quốc tế và trong nước. Hôm nay tôi đến văn phòng huyện của chúng tôi vì nhà của chúng tôi bị dột nước mưa và làm mọi người sợ chết khiếp. Ở Vũ Hán, trời mưa rất to và nước chảy ra từ hộp công tắc trong nhà chúng tôi. Trường Nghệ, một cư dân Vũ Hán nói với VOA. Anh cũng cho biết nguồn điện trong tòa nhà nơi anh sinh sống đã bị ngắt, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vấn đề chưa giải quyết được. Phố hứa sẽ giải quyết nhưng bây giờ chống ngập là chính. Tuy nhiên, nước đã rò rỉ từ tầng 7 nơi tôi ở đến tầng 5, 6, 4. Nhật báo Sông Dương Tử và các phương tiện truyền thông địa phương khác ở Vũ Hán đưa tin rằng đỉnh lũ Sông Dương Tử lặng lẽ đến vào giữa tháng và đã đi qua đoạn từ Vũ Hán đến sông Cửu Giang một cách êm đềm và yên bình. Tuy nhiên, khi đỉnh lũ này đi qua Vũ Hán, các khu vực lân cận và khu vực phân lũ dọc sông đã bị thiệt hại nặng nề. Qiu Trinh, một cư dân ở tỉnh Giang Tây cho biết thị trấn của tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và tôi sống ở một khu vực tương đối thấp, hoa màu ở đó bị ngâm trong nước và không thể ăn được. Nhiều nhà dân ở tầng 1 tất cả đều bị ngập nước hơn 1 mét. Một số cư dân mạng đã tweet, nước đến rồi, mất gia đình, nhìn thấy cũng thấy xót xa. Tôi hy vọng một ngày nào đó khi những người tị nạn này xuất hiện trước mặt bạn, hãy cho họ một cốc nước hoặc một bát cơm vì tất cả chúng ta đều có thể là nạn nhân. Việc cứu trợ thiên tai cấp cơ sở của chính phủ ảnh hưởng đến những người dân bình thường. Su Liang cho biết, tôi đã nghe nói về các khoản tài trợ và cứu trợ phi chính phủ. Tôi chưa bao giờ nghe nói về các khoản quyên góp của chính phủ, cũng như chưa nghe nói về chúng. Các quan chức chỉ là những thứ bề ngoài. Một vài thị trấn hoặc hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng. Trương Nghị đến từ Vũ Hán nói rằng, việc cứu trợ năm nay cho người dân ở những vùng bị thiên tai là một giọt nước tràn trề. Hiện tại, chúng tôi thấy rằng các nhà chức trách muốn những người bị ảnh hưởng phải dựa vào người thân và bạn bè của họ. Một trò đùa trực tuyến cho biết bạn không được phép đến thăm người thân và bạn bè trong nửa đầu năm và bạn phải đến thăm bạn trong nửa cuối năm. Tôi chưa thấy khoản viện trợ được phát hành trực tuyến và khoản viện trợ đã được phát hành của Hội Chữ Thập Đỏ là trung bình 1 hoặc 2 nhân dân tệ cho mỗi người. So sánh các khoản quyên góp của xã hội Trung Quốc trong và ngoài nước cho các vùng bị thiên tai ở Trung Quốc trong những năm trước, Trường Nghị nói. Trước đây chỉ cần có lũ lụt ở đại lục, đồng bào Hồng Kông đã quyên góp nhiều nhất và đồng bào Đài Loan cũng quyên góp. Một số cư dân mạng lại một lần nữa đưa ra vụ bê bối của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc trong quá khứ cho rằng Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc không phải là một tổ chức cứu người thoát khổ mà là một tổ chức thối nát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và các tổ chức khác đã phát động một số dự án gây quỹ để quyên góp. Cũng có nhiều người nói rằng một mặt họ thực sự không có tiền để quyên góp, mặt khác Đảng Cộng sản Trung Quốc chi rất nhiều tiền bên ngoài và đòi tiền trong nội bộ. Việc sử dụng tiền quyên góp không được đảm bảo và có thể thậm chí đi vào túi của các quan chức tham nhũng. Nhật báo Chutian Metropolis cho biết sau đỉnh lũ, sông Dương Tử có thể gây ra lũ nước lớn từ cuối tháng trước đến đầu tháng này, được gọi là 7 xuống và 8 lên. Cơ quan bảo tồn nước cho biết mực nước ở Vũ Hán sẽ đi vào ngưỡng giảm, nhưng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra một trận lũ lớn vì có nhiều yếu tố hình thành lũ và khó đưa ra dự đoán chính xác. Mùa lũ năm nay, đập Tam Hiệp lại gây chú ý. Tiêu Thủ Nghĩa, cư dân Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc nói với VOA, người dân thường không hiểu. Có bao nhiêu người biết về đập Tam Hiệp, nhiều người không biết về việc phát hiện đập Tam Hiệp và tác dụng kiểm soát lũ lụt của nó và họ không biết tình hình cụ thể cũng như mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp. Trường Nghệ nói, đập Tam Hiệp chỉ là một nhà máy thủy điện, khi mới xây dựng đã bị thổi tung lên trời, cứ rơi xuống, thực chất là hiệu quả chống lũ của nó không rõ ràng. Giang Đằng, một người dẫn chương trình truyền hình ở huyện Lan Sơn, Nhật Chiếu, Sơn Đông đã phát biểu rộng rãi trong chương trình. Tại sao nhiều đập được xây dựng nhưng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng? Điều này là do Internet đã được cải thiện và Internet đã cho phép thông tin lũ lụt liên tục được truyền tới điện thoại di động của bạn. Nó đã tạo ra ảo tưởng rằng lũ lụt đang trở nên tồi tệ hơn. Về đập Tam Hiệp, Giang Đằng nói rằng không có viện trợ quốc gia nào cho Vũ Hán và PLA đã hình thành một vạn lý trưởng thành bằng xương bằng thịt trên bờ kè không có ống thép, bao cát và dài màu. Khả năng trữ lũ cực mạnh như đập Tam Hiệp
như mỏ kim đáy biển. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay của Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin kém cỏi, đồng thời có vẻ như chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện trong vùng thiên tai của Quý Châu. Tờ Apple Daily của Hồng Kông dẫn lời một nhà khoa học chính trị cho biết, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và quyết định vì phải đối phó với nhiều vấn đề như dịch bệnh và quan hệ Trung-Mỹ, và ông ấy đã phát triển tâm lý thoát thân khi đối mặt với mưa lũ. Hạ Minh, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học thành phố New York, nói với VOA rằng các cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Hồ Cầm Đào, Ôn Gia Bảo và những người khác đều đã đi thị sát trong trận lụt, nhưng ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện. Bởi vì ông ấy đang ở trong thời kỳ quản trị khó khăn và ông ấy đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn ở Vũ Hán. Ông ấy đã không xuất hiện trong một thời gian dài và chỉ biểu diễn sau khi dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát. Hạ Minh nói 40 năm qua về cơ bản là thuận buồm xuôi gió đối với chính phủ Trung Quốc. 5 năm trở lại đây, quốc tài, tức là tài sản của Tập Cận Bình ngày càng giảm sút. Hạ Minh cũng nói rằng một số cuộc khủng hoảng mà Trung Quốc phải đối mặt trong và ngoài nước là mang tính cấu trúc, và Tập Cận Bình có làm hoặc không làm điều đó tê liệt và sợ hãi ở một mức độ nào đó. Đập Tam Hiệp biến dạng. Kính thưa quý vị, cách đây vài ngày, các bức ảnh vệ tinh của Google về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã được lan truyền trên Internet Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của con đập. Vấn đề này, các bên có phản ứng và ý kiến khác nhau. Tờ tin tức Bắc Kinh và những người khác dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng thân đập đã biến dạng, nhưng nó ở trạng thái đàn hồi. Tờ The Paper cho rằng sự biến dạng của đập Tam Hiệp là tin giả. Tờ báo Hàn Cầu dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp nói rằng con đập này an toàn và đáng tin cậy trong hoạt động. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng con đập đã di chuyển theo chiều ngang nhưng nhỏ hơn 3 cm. AFP dẫn lời một kỹ sư nội bộ của dự án Tam Hiệp cho biết con đập đã gặp phải các vấn đề về chất lượng, bao gồm các vết nứt và bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Vậy việc bóp méo đập Tam Hiệp là đúng hay sai? Tại sao dự án Tam Hiệp lại gây tranh cãi như vậy? Vậy làm thế nào để nhìn thấy vấn đề biến dạng của đập Tam Hiệp được thể hiện trong bức ảnh? Hoàng Tiểu Lộ nói rằng cô đã nhìn thấy bức ảnh này nhiều lần, nhưng cô không thể rút ra kết luận một mình từ bức ảnh. Cô không tin vào những tin tức do truyền thông Trung Quốc tung ra. Hai bức ảnh này được chụp những thời điểm khác nhau, luồng không khí khác nhau và góc độ khác nhau. Không thể sử dụng các bức ảnh chụp trong 3 điều kiện khác nhau để so sánh và độ chính xác cũng khác nhau. Nhưng dù có biến dạng hay không thì sự cố đập Tam Hiệp sớm muộn sẽ xảy ra và sẽ xảy ra một thảm họa đặc biệt lớn. Vương Vệ Lạc lần đầu tiên nói quan điểm của mình về đập Tam Hiệp. Ông cho rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng không có ảnh. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực, hàng chục khối xi măng được đặt trên nền đá và dựa vào trọng lực của chính chúng để giữ cho đập ổn định nên chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng dịch chuyển. Cuộc thảo luận bắt đầu khi một người bạn Twitter tên Lãnh Sơn đăng một bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên Google. Lãnh Sơn cho biết sự biến dạng của đập Tam Hiệp sẽ là một thảm họa lớn nếu nó xảy ra. Câu đầu tiên là câu khai báo. Bà Vương Lệ Lạc cho biết ông đồng ý với câu khai báo này. Câu thứ hai là câu điều kiện xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khả thi đập Tam Hiệp. Châu Kiến Hoa nói không có hậu quả thảm khốc. Điều kiện của câu này là hầu như không có nước trong hồ chứa Tam Hiệp. Phản hồi chính thức là đây chỉ là một trạng thái co giãn, đây có phải là một lời giải thích khoa học? Hoàng Tiểu Lộ không đồng ý rằng đây là một giải thích khoa học. Thông tin cô thấy về việc phản đối việc xây đập Tam Hiệp, đặc biệt là 6 bức thư mà cha cô là Hoàng Vạn Lịch đã gửi cho ban lãnh đạo Trung ương khi sinh thời. Lý do của ông Tập là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử không thể được xây dựng lại tất cả, không phải là vấn đề thời gian hay nhà nước. Các vấn đề liên quan đến tài chính, sinh thái, môi trường, tác động kiểm soát lũ lụt, quốc phòng, chủ yếu là sự tiến hóa của lòng sông trong môi trường địa lý tự nhiên và các điều kiện khách quan về giá trị kinh tế mà không cho phép một chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ tổ chức một dự án sẽ mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân, nếu xây dựng thì cuối cùng sẽ bị nổ tung. Vương Vệ Lạc cho biết ông không thể nói mối quan hệ trực tiếp giữa danh thắng và Tam Hiệp, nhưng anh giải thích theo kiểu đàn hồi do trung tâm đưa ra, Tam Hiệp không phải là một khối bê tông cốt thép mà là hàng chục vòng thép. Mối liên kết giữa các vòng thép này bị đứt, vậy biến dạng đàn hồi của các vòng thép có liên tục và không có điểm dứt. Biến dạng khối đập của đập Tam Hiệp hiện nay là biến dạng đàn hồi, nhưng biến dạng tổng thể của đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi. Vương Vệ Lạc cho biết, khi đập Tam Hiệp được thiết kế ban đầu, không nên ép bê tông cốt thép quá chặt. Họ hy vọng các khối bê tông này sẽ càng chặt hơn dưới nước,
Nhưng như Wang Wali đã nói, điều kiện địa chất ở đây rất kém và San Duping là cơ sở duy nhất bằng đá granite có thể được tìm thấy ở đây. Nhưng theo quan điểm hiện tại, cơ sở cứng không có nghĩa là nhất thiết phải an toàn. Vì vậy, số liệu dịch chuyển ngang và dọc do Tam Hiệp đưa ra nhưng rò rỉ dòng nước không được công bố, thực tế là có rò rỉ nước dưới đập Tam Hiệp và nhà máy điện ở bờ phải. Dòng nước cuốn trôi vật chất khiến đập ngày càng mất ổn định. Hoàng Tiểu Lộ nói thêm rằng, tôi biết quá trình khởi động đập Tam Hiệp của Lý Duệ đề cập rằng đã có hai cuộc thảo luận đề cập trên thế giới gần đây. Một trong số đó là liệt kê 10 đập nguy hiểm nhất trên thế giới, Tam Hiệp đứng đầu. Vì vậy, việc công dân Trung Quốc nghi ngờ khi nhìn thấy ảnh trên Google là điều hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên cho người dân sống trong vùng lòng hồ và hạ lưu đập biết rằng hiểm họa đập Tam Hiệp luôn hiện hữu kể từ ngày bắt đầu xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể 600 triệu người bị ảnh hưởng, một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc. Hoàng Tiểu Lộ cho rằng việc tự lập là khả thi. Bây giờ là thời đại Internet, mặc dù mọi người không có quyền được biết, họ luôn có thể tự tin bằng cách vượt tường. Một số cư dân mạng cho rằng việc tổ chức mọi người là rất quan trọng để giúp họ. Hoàng Tiểu Lộ nói rằng cha cô luôn viết lý do phản đối đập Tam Hiệp cho các lãnh đạo của chính quyền Trung ương. Ông nói rằng một bài giảng kéo dài nửa giờ sẽ khiến họ hiểu, nhưng ông không bao giờ được trao cơ hội này. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng viết thư cho các nhà lãnh đạo hoàn toàn là một vấn đề của trò chơi con bò. Ngay cả khi hiện tại không có sự cố lớn xảy ra, thì những thay đổi sinh thái trong toàn bộ lưu vực sông Dương Tử sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành là rất nghiêm trọng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.